yêu á, bởi vì ca khúc rất là ngọt ngào. Về kìa, đi về kìa, đi về luôn kìa, đi theo, đi theo cháu về luôn kìa. Vô đây em, em chị nè. Mở đó nghe, đóng cho dai dai dai. Quý vị hồi nãy quý vị có thấy là một cái phần tiểu phẩm của anh Nam không ạ? Anh diễn rất là xuất sắc, là cho em liên tưởng tới một bộ phim rất nổi tiếng, Cùng Lao Sát Sống. Nhìn như là cùng nhân sát sống vậy đó má. Sợ cũng chết. Xuất sắc luôn ha. Số gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Bà không có bắt nó nhé, chồng này trở lại đây. Trở lại đây em cứ có mày gì đây? Mày gì đây? Số gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Biệt tối nay 50.000 nha. Đây chị Ẩm, chị nói cái combo của chị cho bé nghe đi. 50.000 được tặng một bộ bài với lại một cái ổ bánh sinh nhật luôn đó. Vậy đó hả? Ồ, vậy nhưng mà là hai người vô trong đánh bài đó hả? Ủa chứ vô trọng làm gì em? Em đang nghĩ gì vậy? Đâu. Sao vậy? Ủa em nghĩ gì vậy? Anh hơi thích khi em nghĩ là vô đánh bài nhưng mà lộn đồ là sao? Gì vậy? Con anh ơi nè, thằng này nó hổn kêu bị lột đồ gì đó. Gì chứ, chúc mừng sinh nhật người ta nè. Đây, chị Ẩm làm thơ đi. Ủa? Chị là người có nhiều chữ, chị làm thơ đi. Ủa gì? Chị là nhà nho mà. Chị là nhà nho mà. Em tên là Duy Doan đúng không? Duy hả? Duy Doan. Doan nè, Doan nè. Doan Doan á, Nguyễn Doan. Doan là Alex. Không có chữ H đâu mà em. Doanh đúng không? Doanh đúng không? Doanh Trại đúng không? Duy Doan. Duy Doan. Duy Giang là đúng rồi. Doan. Thì Doan ảnh là người Bắc nên ảnh là người Giang. À Duy Doan. Thì Giang là đúng rồi. Đúng rồi, hồi xưa em có thằng bạn tên Doan em quên mất tiêu. Bây giờ thì thôi tải đi. Rồi. Hôm nay sinh nhật Duy Doan. Rồi làm cho ra nha. Làm cho ra chữ nha. Chúc cho Doan Giang sẽ đoan trang đi, tan quang đêm này. Ủa trời ơi. Tan quang đi chị đêm này.
Thôi cái gì chị với mẹ phải nói một tay đi vậy, chúc đàng hoàng đi má. Em chúc trước đi. Hôm nay sinh nhật Duy Duân. Chúc cho Duân sẽ chúc cho Duân sẽ ngoan với mẹ, với gia đình. Chị kỳ vậy? Có nghĩa là chúc cho Duân sẽ ngoan. Bây giờ thôi đi, để Lê Cần chúc. Lê Cần, Lê Cần nè, Lê Cần chúc nè. Tới trang 12 giờ rồi đó, chuông điểm rồi đó. Một lát rồi chuông điểm 12 giờ là bất hết quần áo luôn đó. Hôm nay sinh nhật Duy Duân, chúc cho Duân được học xoàn đầy tay. Trời ơi, quá trời xuất sắc, trời ơi. Đó, đó, trong đoàn Duân thích nhất là ai? Trong đoàn Duân thích nhất ai? Ở nhất ai? Để ba bước ra. Nếu ba bước ra, công nhận của cho ấm mạnh dễ sợ. Trời ơi, trời đừng chứ. Bé ba, mình phải là người phụ nữ, mình đại diện, mình là người được Doan chọn. Thì bây giờ em phải tỏ một cái thành ý là em đút bánh cho Doan, đem đến cái sự ngọt ngào hai đứa. Trời nói chút má, nói chút má trước má. Để em đút cho chồng em. Ừ, đó, đút cái bự, cho cái nhẹ bánh cưới. Trái tim, tiếng tỏ tình yêu. Kính thưa quý vị, sau sự tìm hiểu của bạn Doan đã lặn lội đường xa xa xôi trên 1.000 km từ ngoài Bắc vào trong Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, và nơi đây tình yêu của Doan được đơm hoa kết trái cùng với Vi Trụ, tức là bé ta. Và sự kết nối tình cảm đó thì chúng ta được trao nhau một trái tim thân thương. Ủa, trao lại đi, tôi chưa nói được, má được, má nhầm quá, từ từ. Rồi, tình yêu đơm hoa kết trái, và bây giờ Doan sẽ đút cho bé ta một cái trái tim để gọi là tình yêu. Cái bị chút ép rồi. Rồi, bây giờ bé ba, để tỏ lòng cái sự mà bánh ít đi qua bánh quy đi lại, thì mình đút lại cho bạn một cái đi. Nãy giờ chị chưa, chị đang nói mà từ từ. Và đôi tình nhân này đã hẹn ước nhau. Đút cái tim má ơi. Má là bánh vốn quá. Đúng rồi đó. Đi mình. Và ngày hôm nay bao nhiêu ta? Bữa nay ngày mấy? 25 tháng 26 tháng 11 2022, nhằm ngày mùng 3 âm lịch tháng 11 là ngày đính ước của bé Doan cùng với Duy Vũ. Chúng ta chúc mừng cho đôi tình nhân và đôi tình nhân đi nha.